Ok, chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình sẽ cào hai tờ giấy 10 đồng. Này có thể nhân sao, nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Thấy ngôi sao là trúng 15 giải double nha các bạn. Giờ mình sẽ cào cho các bạn coi nha. Ok, con đầu tiên là con số 17, con số 7 nha các bạn. Kế tiếp là số 6. Kế tiếp là số 9. Và sau đó là 28. Và sau đó là 22. Kế tiếp nữa là 18. Còn mấy số sau đây mình sẽ chốt. Chưa vô cậu ơi. Đang nặng cậu ơi. Số 1. 29. Rồi số 9 nè. Có số 9 nè. 29 đến 28 đi rồi. Vô. 14. 23. Mình có 22 rồi 23. Đau lòng chiến sĩ. 21. 25. Song song rồi đại dương ơi. 24. 17. 27. Cái này không xong rồi đại dương ơi. Đại dương ơi. Số 3. 12. 26. 15. Không có bonus gì hết chị ta. 13. Số 4. Không trúng rồi. Qua tờ kế tiếp thôi. Nhanh gọn lẹ nha các bạn. Mạnh mẽ đi. Rồi. Vô mạnh mẽ đi. 12. 16. 13. Số 4. 23. Dạ. Dạ. Số 9. Thấy không vui rồi. Nãy có số 9 bên kia, bây giờ không có rồi. Đau quá. Số 1. Số 2. Số 3 nữa mình xé thời luôn á. 11. Số 7. 29. 28. Cắt ngay. 8. Thấy là đi rồi đó. 17. Ô, trúng 10 ác. Oh yeah. Trúng 10 ác. Không biết được bao nhiêu thôi. Nhưng mà sẽ tính thêm. 15. 24. 27. 10 ác thì nhân lên thì 5 đồng cũng được, 10 ác thì cũng được 50 đồng. Không. 10 ác nhân lên 5 đồng, đâu 50 đồng đúng rồi. Không ngàn đi. Thôi. Lỡ rồi. 100, 100, 100, số số nhỏ gì rồi xong rồi. Số 2 đồng rồi. Trời ơi, tưởng 10 ác mà tưởng nhưng 100 đồng là được ngàn rồi, khỏe rồi, đi về gấp luôn. Ok, mình trúng được 20 đồng nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đăng ký channel mình bên dưới. Thank you các bạn nhiều.